Hello mọi người, mình là Sobe đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip ngắn về Mask Kill, con tướng Kira nha các bạn. Đối với con tướng Kira này thì các bạn không thể nào dùng tượng tím chung chung để mà các bạn nâng skill cho con tướng này nha. Con tướng này nó hơi đặc biệt một chút. Chính vì vậy là các bạn muốn Mask Kill con tướng tím này á, là các bạn phải tham gia cái event Sololi. Các bạn muốn max được skill của một con tướng tím là các bạn cần khoảng 450 hoặc là 404 tượng á. Tướng tím thì mình không nhớ chính xác lắm, nhưng mà tướng cam thì là 609, còn tướng tím thì hình như là 450 hoặc là 404 gì đó. Nếu như mà tổng sức mạnh của các bạn đạt được 50 triệu bô á thì các bạn có thể đi được cái ải địa ngục. Còn nếu như mà từ 30 triệu bô cho đến dưới 50 triệu bô thì các bạn chỉ đi được cái ải ác mộng thôi. Thì các bạn để ý ở đây nè, nếu như mà các bạn đi ải ác mộng á thì mỗi một con tướng ở đây thì các bạn chỉ nhận được 1.500 cái điểm xu này thôi. Còn nếu như mà các bạn đi được cái ải địa ngục nè thì các bạn một con tướng các bạn sẽ nhận được là 2.250 cái điểm xu. Thì cái điểm xu này các bạn vào trong cái cửa hàng để các bạn đem đi đổi tượng Kira. Con tướng Kira này nó khá là mạnh nên là mình khuyên các bạn nên max skill con tướng Kira này đi. Sau khi mà các bạn đã max skill con tướng Kira này rồi thì mình nghĩ là các bạn nên mua những cái gương vật liệu nha. Tại vì trang bị ở thời điểm hiện tại nó rất là quan trọng. Nó là một trong những cái yếu tố quyết định bạn có mạnh hơn hay là yếu hơn so với lại người chơi khác. Đối với những bạn nào mà có thể chơi được ở cái ải địa ngục, có nghĩa là điểm sức mạnh đạt được trên 50 triệu bô á, thì những bạn đó sẽ max skill con Kira nhanh hơn. Các bạn thấy mình đã đủ 50 trên 50 tượng rồi nè, mình chỉ cần bấm nâng cấp nữa thôi là nó sẽ max skill thôi. Thì trước khi max skill thì mình sẽ review con tướng này sơ sơ đã. Thì đối với con tướng Kira này, nó là một con tướng cung thủ. Skill thứ nhất của nó sẽ là một cái đam AoE. Nó sẽ gây sát thương cho tối đa 3 quân địch ở trong phạm vi hình quạt hướng về phía trước. Sát thương là 1.000 hệ số. Đối với tướng tím mà có hệ số sát thương là 1.000, mình nghĩ là tạm ổn nha các bạn. Thì sau khi mà các bạn nâng map được skill con tướng Kira này thì nó sẽ boost thêm cho cái skill đầu tiên là hệ số sát thương thêm 200 trong 2 giây, tổng cộng là 400 lần. Vậy thì tính ra là con tướng tím này có hệ số đam tận 1.400 lần. Nếu như mà xét về hệ số đam á, thì con Kira này nó chỉ thua con điêu thuyền thôi. Con điêu thuyền tổng cộng là 1.600, còn con Kira này thì được 1.400. Rồi skill tiếp theo là skill đánh mang rợ. Thì khi mà đánh mang rợ á, thì các bạn sẽ được tăng thêm sát thương là 35%, hoặc là tăng thêm sát thương 35% khi ở trong trận chiến có bối cảnh. Trận chiến có bối cảnh á, là ở trong event Sololi và bản Ballad Guardian. Con Kira này nó có thêm cái táp gìn giữ hòa bình nữa nè. Vì vậy là nếu như mà các bạn dùng con Kira này làm Kira Lee để đi đánh pháo đài mang rợ cũng khá là ok đó. Rồi skill tiếp theo nè là tấn công và phòng thủ của cung thủ được tăng lên thêm 10%. Skill này thì cũng tạm ổn nha các bạn. Thì khi mà ở trong trận chiến mà không có bối cảnh, có nghĩa là đánh bình thường á, không phải là ở trong event Sololi hoặc là ở trong cái event bản Ballad Guardian, thì đòn đánh tấn công thường sẽ có 10% cơ hội tăng thêm sát thương kỹ năng lên 80% trong 3 giây. Còn nếu như mà ở trong event Sololi hoặc là bản Ballad Guardian á, thì sát thương kỹ năng sẽ được tăng thêm 150% trong 3 giây, và cái xác suất nó xảy ra cũng chỉ có 10% thôi. Ở đây Lilith nó ghi rõ ràng là chỉ tăng cho sát thương kỹ năng thôi nha. Có nghĩa là những cái đam đỏ á, nếu như mà trong thời gian 3 giây hiệu lực của cái boost skill thứ tư này mà các bạn không ra được cái đam đỏ là coi như là cái boost này nó vô tác dụng nha các bạn. Khi mà các bạn nâng max hết skill của con tướng này thì nó sẽ kích hoạt cái skill cuối, thì các bạn sẽ được tăng thêm là 200 hệ số sát thương trong 2 giây, tổng cộng là 400. Và theo cá nhân mình đánh giá, con tướng Kira này là một con tướng tím nhưng mà cận cam nha các bạn. Tại vì nó có cái skill thứ tư, nếu như mà các bạn may mắn các bạn kích hoạt được cái skill này và ở trong 3 giây đó mà các bạn ra được skill đam đỏ nữa thì các bạn sẽ được kích hoạt cái sát thương kỹ năng lên rất là nhiều luôn. 80% ở trong cái trận chiến không có bối cảnh là thật sự rất là lớn. Rồi tiếp theo là về tài năng của con Kira. Thì đối với tài năng con Kira, nếu như mà đem đi đánh nhau thì mình kiến nghị cho các bạn sẽ dùng cái bản này nha. Nếu như mà các bạn muốn con Kira ra nhiều skill hơn thì các bạn hãy nâng max cái nhánh skill này, sau đó còn dư các bạn hãy nâng lên cái nhánh độc độc. Còn nếu như mà các bạn dùng con Kira này để đi làm Kira Lee đánh pháo đài mang rợ thì các bạn hãy nâng vào cái hướng gìn giữ hòa bình, và còn lại các bạn hãy nâng vào cái điểm hồi sinh. Đó thì đây là cái bản talent kiến nghị cho các bạn, nếu các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn hãy nâng theo, còn không thì thôi nha. Rồi về việc kết hợp tướng thì kết hợp tướng nó rất là đơn giản thôi. Các bạn nhớ cái nguyên tắc là các bạn đừng có đem tướng bộ binh
nó support cho tướng cung binh, cũng như là đừng nên đem tướng kỵ binh để mà support cho tướng cung binh. Còn lại thì ngoại trừ con Loha và những con tướng farm ra thì các bạn có thể dùng nó đem đi support cho con tướng Kera này nha. Nếu như mà các bạn muốn dùng con tướng cung binh để support cho con Kera này thì các bạn có thể chọn con Herman nè, rồi các bạn cũng có thể chọn con Kusunoki nè. Thì trong đó mình sẽ thích con Kusunoki lắm, tại vì con Kusunoki nè nó sẽ có được cái tăng phòng thủ tăng thêm 15%, và con Kera này nó cũng có thêm một cái tăng phòng thủ cung thủ thêm 10%, vậy là tổng cộng các bạn nhận được 25% phòng thủ cung thủ. Đạo cung thủ của các bạn sẽ rất là trâu luôn. Còn không thì các bạn có thể dùng con Herman này để đi support cho con Kera cũng được. Con Herman này nó sẽ có khả năng câm lặng mục tiêu nè, rồi giảm thịnh nộ của mục tiêu nè, với lại nó có khả năng là đòn tấn công thường có 10% tăng thêm 100 thịnh nộ. Nếu như mà các bạn đã chọn con Herman để support cho con Kera rồi thì mình nghĩ là các bạn talent á, các bạn nên nâng max cái nhánh kỹ năng luôn để cho nó ra skill nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong đây để mình nâng max skill của con Kera luôn nha các bạn. Mình sẽ bấm vào đây. Ok, chuyên môn đạt được ngọn lửa bất diệt nha. Gây thêm sát thương trực tiếp cho 3 mục tiêu trong phạm vi hình quạt hướng về phía trước. Cứ thêm một mục tiêu, sát thương sẽ bị giảm đi 15%. Mục tiêu cũng sẽ nhận sát thương liên tục, hệ số là 200 trong 2 giây. Hôm nay là rất là vui luôn á. Cuối cùng sau một cái khoảng thời gian rất là dài, cuối cùng mình cũng kiếm được đủ tượng để mà max skill con tướng Kera này. Đối với con Kera này á, tại vì mình max skill của con Di Song Ri rồi, cho nên mình sẽ dùng con Di Song Ri để mà kẹp với con Kera này. Thì hai con tướng này á, các bạn dùng con tướng nào làm tướng chính cũng được. Nhưng mà con Di Song Ri này á, cái đam của nó to hơn, đam của nó hệ số tận 1.700 luôn nè. Còn con Kera này thì đam của nó chỉ có 1.400 tổng cộng thôi. Các bạn nên chọn con tướng mà nó có đam skill đầu tiên lớn hơn làm tướng phụ nha các bạn. Tại vì cái bản talent này nè, sau khi chỉ huy trưởng sử dụng kỹ năng thì chỉ huy phó sẽ được tăng lên đam thêm 6% nè. Rồi ở đây cũng vậy nè, tăng sát thương kỹ năng lên 6% trong 6 giây kế tiếp nè. Vậy thì khi mà các bạn chọn con tướng mà nó có đam lớn làm tướng phụ á, thì những cái điểm này nó sẽ boost đam lên rất là nhiều. Con Kera này mình thấy nó cũng khá là đa dụng đó các bạn. Các bạn có thể dùng nó đi đánh pháo đài mang rợ nếu như mà các bạn thích. Hoặc là các bạn có thể dùng nó đi kẹp với lại con Di Song Ri để đánh ở trong cái event Hoàng Hôn Hẻm Núi. Ở trong Hoàng Hôn Hẻm Núi á, các bạn có thể dùng con Kera làm tướng chính nè. Sau đó các bạn dùng con Di Song Ri làm tướng phụ đem full cung binh nè. Và các bạn nhớ nha, các bạn phải mặc trang bị cho con Kera. Trang bị nó chỉ được tính cho tướng chính thôi, còn tướng phụ á, thì nó sẽ không được tính trang bị. Bản talent cũng không được tính luôn. Đó, thì các bạn có thể để cái đạo quân này nè, ở phía sau, cho mấy đạo quân bộ ở phía trước, xong rồi nó cứ ở phía sau nó xả đam thôi. Cái đam của con Kera này nó nhìn khá là đẹp. Hiệu ứng của nó nhìn giống như lưu tinh hồi xưa mà các bạn chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 1, lưu tinh của phái Đường Môn á. Mình nhìn thấy nó khá là giống. Đa số mình dùng con tướng Kera này ở trong cái event solo league rất là nhiều luôn. Nhờ vào cái skill thứ hai và skill thứ tư này nè, khi mà các bạn đánh ở trong cái event solo league cũng như là bản ballad của Iron thì đạo quân của các bạn sẽ được tăng lên đam rất là nhiều. Tính ra là mình max skill con tướng Kera này cũng khá là trễ đó. Mình chơi khoảng được 416 ngày rồi mình mới max được skill con tướng Kera. Các bạn phải chơi đến server được bao nhiêu ngày các bạn mới có thể max được skill con tướng Kera. Các bạn hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Rồi thì video clip max skill con tướng Kera này của mình đến đây thôi. Nếu như mà các bạn cảm thấy thích video này, hãy để lại một like, share cũng như là subscribe kênh để ủng hộ cho kênh mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.